thành nha. Bây giờ là buổi chiều á các bạn, mình đi ra ngoài vườn để thu hoạch đậu phộng ha. Đậu phộng của mình trồng được 3 tháng thì cũng đã được thu hoạch rồi. Mình thu hoạch đậu phộng xong á, mình sẽ vào bếp làm cái món canh hầm dây đậu phộng để chia sẻ cho các bạn ha. Bạn nào mà chưa có ăn qua món này thì cùng vào bếp với mình nha. Bây giờ trước tiên là mình đi thu hoạch đậu phộng, xin mời các bạn đi thu hoạch đậu phộng với mình nha. Đây đậu phộng của mình đây nè cả nhà ơi. Đó, mình trồng được 3 tháng lẻ mấy ngày thôi các bạn, thì dây đậu phộng nó đã già đi rồi thì mình có thể thu hoạch được rồi. Đó, bây giờ mình sẽ nhổ lên ha. Bây giờ mình sẽ nhổ lên ha các bạn, mình nhổ cho các bạn xem ha. Nó ăn xuống đất rồi nó cứng các bạn ơi. Khi nhổ mình tưới nước á, mình tưới nước cho nó mềm đất rồi mình mới bắt đầu nhổ ha. Quá thật là đó. Mình chủ yếu là mình lấy cái rễ này nè cả nhà, mình lấy cái rễ này mình hầm canh ha, ăn nó sẽ thơm, nó sẽ bổ. Đây nè cả nhà xem. Nhiêu đây đậu, cái hạt đậu với lại dây ha. Bây giờ mình rửa sạch rồi ngày mai mình phơi nắng, cả nhà mình phơi nắng cho nó héo cái dây, cho cái hạt đậu nó khô lại ha, nó sẽ thơm hơn. Mà bạn thấy không, rễ nó ra màu luôn rồi nè. Mình rửa sạch bát nha cả nhà. Đậu ngon quá trời luôn, thơm tức. Ô cái bụi này quá là trái luôn, trái rất nhiều luôn nha. Thì cái cách trồng cái dây đậu phộng này, cái cây đậu phộng này thì mình cũng có chia sẻ qua rồi ha cả nhà, cũng rất là đơn giản, dễ trồng, ăn ngon, dễ ăn, làm món gì cũng ngon. Rồi mình rửa rồi. Rồi mình rửa
Mình rửa xong đất thì mình để đây cho nó ráo nước ở nhà, ngày mai mình phơi nắng cho nó héo ha. Mai mình phơi nắng cho nó héo một bữa rồi mình mới bắt đầu chế biến ha. Đó thì mình để tươi về mình nấu cũng được nữa cả nhà, nhưng mà mình thích phơi nắng, mình thích phơi một ngày ha. Đây cả nhà ơi, đậu phộng mình phơi hai nắng rồi ha. Bây giờ mình lột, mình lấy hột ra. Nếu như mà các bạn muốn để lâu thì các bạn phơi cho thật là khô ha. Rồi mình lấy cái hạt ra mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh đó. Mình để hoài nó cũng không có hư ha. Bây giờ mình sẽ lấy hạt ra nè. Mình phơi cho nó khô á để mình dễ lấy hạt ra nè cả nhà, chứ nó còn tươi á khó lấy ra nó. Mình phơi chỉ có hai nắng thôi, không có phơi nhiều á, khoảng trời nắng lên là mình đem ra mình phơi, mình phơi được hai bữa. Nấu liền cũng được nữa các bạn, nhưng mà nó không có được thơm giống như là mình phơi héo héo vậy ha. Các bạn thấy đậu to, đậu rất là to luôn nè. Bây giờ mình sẽ tách cái hạt này ra để ngày mai mình hầm canh đó cả nhà. Mình hầm canh cái hạt đậu này với lại cái dây đậu ha. Cái này mình trồng ít thôi, trồng để chia sẻ với cả nhà. Đây thì hôm nay mình mới bắt đầu vô bếp để làm cái món canh hầm với đậu phộng cả nhà. Đó thì đậu phộng này mình đã phơi nắng 2 ngày ha. Rồi mình đã tách hột nó ra rồi nè. Đó. Thì dây đậu phộng mình cắt lấy khúc gốc, mình rửa thật là sạch hết cả nhà. Để mình lấy cái này mình hầm ha. À, thêm đây thì táo đỏ là kỷ tử, mình đã ngâm nước qua rồi. Ở đây thì nửa con gà với lại thêm cái đùi cho cô tí mình ha. Thì gà này gà trống rất là to cả nhà, cho nên là mình nấu nửa con ha, với lại thêm một mớ giò, còn lại nửa con mình sẽ kho. Cả nhà nếu mà gà mà nhỏ thì cả nhà nấu nguyên một con cũng được ha. Nếu mà mình không thích ăn thịt gà thì có thể thay thế vô là giò heo hay là sườn vẫn được ha cả nhà. Ở nhà mình thì tụi nhỏ thích ăn gà cho nên là mình nấu gà nè. Mà con gà này rất là to luôn cho nên là mình nấu nửa con, thêm cái đùi cho cô tí mình, còn nửa con mình sẽ kho. Bây giờ mình sẽ bắt nước lên luộc cái đậu này trước ha. Nó cái đậu này thì nó thường mấy cái lụa này nó ra cái chất chát á cả nhà, nó ra cái chát mà cái nước nó đen á, cho nên là mình luộc cho nó ra những cái chát đó hết rồi mình nấu cái đậu này trước. Cái đậu này nó lâu chín dữ lắm cho nên là mình nấu cái đậu này trước ha. Mình nấu khoảng 25 phút. Bây giờ mình luộc cái đậu này. Cái đậu này mình thu hoạch chắc khoảng được một chén rồi cả nhà ơi. Đó thì các bạn muốn ăn đậu nhiều thì các bạn cho nhiều ha. Mình thì ở nhà ít có ai ăn, không có ai ăn cái này, có mình ăn thôi, cho nên là bao nhiêu đây là đủ mình ăn rồi. Các bạn mà nhà đông người thì các bạn nấu nhiều ha. Đó mình luộc tí xíu rồi cho nó ra mấy cái nước mà đen đen á cả nhà, cái nước của cái lụa này nè, nó đen đen đỏ đỏ đó. Mình luộc ra cái nước đó rồi mình mới cho qua cái nồi nước bên đây để mình hầm canh ha. Thì cái đậu này rất là lâu chín luôn á, cho nên là mình phải nấu trước. Mình nấu trước khoảng 20 phút, 25 phút á, rồi mình mới cho những cái gà vô hết cả nhà. Tại vì gà là nó mau mềm lắm, gà mà nó rụt quá nó không được ngon, cho nên là mình nấu cái đậu trước đi, cái đậu nó mềm nó dễ hơn. Bây giờ mình sẽ chặt gà ra cả nhà, đùi thì mình để nguyên. Mình chặt miếng dừa dừa ra chứ không có để to vậy ha. Mình chặt ra chút mình dễ ăn hơn. Bây giờ mình cắt cái dây đậu này ra làm hai cả nhà, tại vì nó dài quá. Cái nồi nó nhỏ bỏ vô cũng được á. Cắt làm hai ra nha. Một chút nữa canh nó chín rồi á là mình vớt mấy cái dây này ra mình bỏ cả nhà, mình không có ăn cái dây nữa, mình chỉ lấy cái nước của nó thôi ha. Bây giờ mình cho cái dây đậu vô luôn ha. Để mình nấu mình lấy cái nước. Đó, mình cho dây đậu vô luôn. Các bạn nhớ rửa cho sạch nha, tại vì cái dây đậu này đất nó nhiều quá. Đó, bây giờ mình đậy nắp cho nó sôi lên. Còn cái đậu này để mình luộc. Mình luộc tí xíu cho nó ra cái nước nè, các bạn thấy cái nước không? Cái nước nó đỏ đỏ nâu nâu nè. Đó, cho nên là mình luộc cho nó ra cái nước này.
để cái cành của mình không có đen ha. Bây giờ mình chặt gà ha, mặt cái này vô để nó văng máu lên đó nha. Gà to rồi. Bây giờ bắt đầu mình cho gà nha cả nhà, nãy giờ cũng 15-20 phút rồi, thì mình cho gà vô luôn ha, nhiều quá cả nhà ơi, mà chút mình vớt dây đậu ra là nó không có đầy nữa đâu. Nó tại vì nhà ăn có 4 người à, cái nồi này là đủ rồi, cho nên là mình không có dùng cái nồi to. Các bạn thì các bạn dùng nồi to cho nó rộng rãi nha. Chút mình vớt cái dây đậu ra là nó không có nhiều gì nữa đâu. Nó rồi, cái này nãy giờ mình luộc cũng 20 phút rồi cả nhà. Bây giờ mình cho vào cái nồi nước lèo kia luôn ha. Nè các bạn thấy nước có ra không? Nước nó ra là cái màu nè. Đó cho nên là mình phải luộc. Bây giờ mình cho qua bên đây nha. Mình cho qua bên đây mình hầm luôn. Các bạn không có nêm nha. Mình không có được nêm vô trong cái nồi súp này ha, tại vì mình nêm vô là cái hạt đậu nó bị chai á, nó bị chai, nó bị cứng rồi không có mực mềm nữa, cho nên là mình nấu chín rồi mình mới nêm ha. Bây giờ là mình không có nêm cái gì trong đây hết. Mình nêm muối đường rồi vô là cái hạt đậu này nó sẽ bị cứng. Đó cho nên bây giờ mình không có nêm cái gì hết, để mình hầm cho nó mềm, thật là mềm. Khi nào chín rồi á mình mới nêm. Mình vớt cái dây đậu phộng ra rồi mình mới nêm ha. Rồi ok, bây giờ mình đậy lại, mình để lửa nhỏ ha. Rồi mình để lửa nhỏ mình hầm khoảng 1 tiếng đồng hồ nha cả nhà. Mình cho táo đỏ vô luôn. Kể tử để tí xíu nữa mình đã cho ha, kể tử nó màu mềm hơn. Cái hộp táo đỏ này nó lâu. Mình cho vô để cho nó ra cái nước của táo ha. Cái táo đỏ này người ta đã làm qua đó các bạn ơi, người ta có ngâm với lại thuốc bắc gì đó. Chứ không phải là táo đỏ bình thường ha. Cho nên là mình nấu mình ăn nó rất là tốt sức khỏe, nó bổ máu, bổ khỏe. Đó, còn cái này để đây chút mình cho sao, tí xíu mình cho ha. Giờ mình cho kỹ tử vô luôn ha cả nhà. Đó, các bạn thấy luộc đậu qua rồi cái nước canh của mình nó trong á. Chứ mà không có luộc đậu mình để nguyên vậy mình nấu á, cái canh của mình nó sẽ bị đen á, nó thấm như thịt gà nó đen thui luôn á. Cho nên là mình luộc cái đậu đó trước khoảng 20 phút ha. Ngon hấp dẫn chưa cả nhà ơi. Canh cũng sắp xong cả nhà ơi, đậu nó cũng mềm rồi ha. Tí xíu nữa mình sẽ vớt cái dây đậu phộng ra. Ở bên đây thì mình làm thêm cái món gà kho các bạn. Nãy con gà mình kho một nửa mình nấu canh ha. Thêm bên đây thì củ hoa tây xào với lại giò mè ha. Mình làm thêm những món phụ này. Ôi thịt gà xong rồi nha, cho ướt vô nè. Đây cái dây đậu mình đã gấp ra cả nhà.
Đó, bây giờ mình sẽ nêm vô cái nồi canh để mình chuẩn bị thưởng thức nha. Canh nó đã chín rồi. Rồi mình nêm canh xong rồi cả nhà. Cho hành vô ha. Tiêu vô nè. Rồi vậy là mình đã hoàn thành cái nồi canh. Rồi mình đã hoàn thành cái nồi canh di đậu các bạn, canh hầm di đậu nè. Đậu nó đã mềm rồi, gà nó cũng đã mềm luôn. Đó, các bạn nhìn hấp dẫn. Canh này uống rất là khỏe luôn á cả nhà. Người già trẻ nhỏ ăn tốt ha. Trẻ em nhỏ thì nó có thể phát triển chiều cao. Đó, người già thì sẽ khỏe. Đây cơm canh mà đã dọn rồi cả nhà ơi, xin mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình nha. Thịt gà kho, canh hầm với đậu phộng nè cả nhà. Đây thì khổ qua tay xào với lại giò mè ha. Con mời cô chú, con mời cô chú ăn cơm với con. Ăn cơm với con. Nhà ta xin đàn à. Con mời cô chú. Con mời cô chú ăn cơm với con. Ăn cơm với con. Xin mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình nha. Mà lâu thế thì mới nặng cùng lắm. Nào cái cơm với một la đó. Con muốn treo qua đèo không nè. Nè. Hôm nay kho thịt gà không có bỏ ớt. Lâu rồi, cho không mấy con tí ăn. Không lâu rồi. Nó không có rồi. Ừ, cái kia chút lâu. Thớp thì hai vỗ trầm thành cao. Chén canh là cho anh uống. Uống là đông cao, phát triển chiều cao. Anh lớn uống nhiều hơn, anh lớn bây giờ cao. Quá cao luôn rồi. Lâu lắm mới ăn lại món canh này. Món canh này chủ yếu mình trồng á, để mình lấy cả dây lẫn hạt á, mình hầm cái món canh này nè cả nhà. Hầm món canh này. Cái hạt đậu này chỉ có mình ăn nhiều thôi, tụi nhỏ nó không có ăn, không biết ăn cái hạt đậu. Táo đỏ này bổ máu nha cả nhà. Giòn á. Được chưa mà. Đúng rồi. Hào chưa đi cơ thanh ạ. Cái hộp chưa rồi. Quá thơm. Chưa đi lê căng. Hào chưa. Cái dâm cái mỹ á. Tinh là mấy hộp thanh này. Tôi chỉ dùng ra. Tôi nói chị đông ta. Này thun ra cơ thanh. Mà chưa đi lê thanh. Tôi giả phun phun khá 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 khá. Dễ. Ý chắc nó cái lọ chéo bất sử dụng. Tôi không được có. Chúng mà nói chị đông. Chưa có cái tùng dưỡng giáo dưỡng. Quạt tông, dưa em. Thì rất là thơm luôn nha, cái dây đậu cũng thơm. Mình lột cái hạt đậu trước á. Mình lột khoảng 20 phút. Mình bỏ cái nước, nó ra cái nước màu đỏ đỏ nha, mình bỏ ha. Mình dưới hạt đậu qua cái nồi canh. Mình nấu thêm khoảng là một tiếng màu nữa là nó mềm. Nè, tuyệt vời luôn. Thấy không? Nhiều. Quá đắt nha. Một cái nồi chưa đủ nè. Nè, chưa gờ hả nhau. Đây. Thank you.
này hồi trước á mình trồng ngoài đất á, mình trồng bên nhà mình ha, bên nhà mình trồng được đậu phộng tại vì nó mưa nó không có ngập nước á. Còn bây giờ mình ở nhà mẹ chồng á, mưa nó ngập nước nhà ơi, cho nên là không có trồng đậu phộng được. Đậu phộng mình bị nó ngập nó hư hết, nên mình trồng thử trong cái chậu á thì trồng rất là ok luôn. Chuyến này mình sẽ trồng nữa ha, không có trồng sống gì nhiều à, mình bón qua chỉ có hai lần thôi, là mình chờ đúng 3 tháng mình thu hoạch. Thôi vô luôn hết tẻn tẻn. Mình ăn quá rồi đậu. Bao hết đậu. Bây giờ hút canh cả nhà ơi. Hút canh nha. Cái video của mình tới đây mình cũng xin được kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Các bạn nhớ cho mình xin một like, chia sẻ và một đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.